Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Chùa Ngọc Thiên tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cùng nhóm từ thiện Kết Nối Trái Tim tổ chức trao tặng 150 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tham dự buổi trao quà có Đại Đức Thích Phước Thuận, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện Châu Thành, cùng Quý Mạnh Thường Quân và Phật tử Đạo Tràng Chùa Ngọc Thiên về tham dự. Đại diện chính quyền có ông Diệp Phước Hồng, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Châu Thành cùng đại diện chính quyền các cấp. Phát biểu tại buổi trao quà, Đại Đức Thích Phước Thuận tri ân Quý Mạnh Thường Quân cùng Phật tử Đạo Tràng Chùa Ngọc Thiên đã quan tâm đóng góp thực hiện buổi trao quà này. Đồng thời, Đại Đức gửi lời động viên và chúc mừng năm mới đến bà con. Mong rằng những phần quà sẽ chia sẻ được phần nào khó khăn của bà con, giúp cho bà con đón những ngày Tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc hơn. Dịp này, chính quyền cũng đã trao tặng bằng tri ân cho Đại Đức Thích Phước Thuận và Mạnh Thường Quân vì những cống hiến cho cộng đồng, góp phần an sinh xã hội cho địa phương. Những phần quà được trao tận tay đến bà con gồm một giỏ quà Tết, gạo, mì với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Cũng trong buổi sáng, Đạo Tràng Chùa Ngọc Thiên tổ chức tổng kết công tác tu học năm 2022. Tại đây, Đại Đức Thích Phước Thuận chúc mừng toàn thể Phật tử thành viên Đạo Tràng trong năm qua đã nỗ lực tinh tấn tu học, tích cực tham gia đầy đủ các thời khóa tại chùa. Qua đó, Đại Đức mong muốn bước sang năm mới, Phật tử Đạo Tràng sẽ tiếp tục duy trì tham dự đầy đủ các thời khóa tu học để quyết tâm chung vì sự nghiệp giải thoát giác ngộ của người con Phật và báo đáp công ơn Thầy Tổ. Được biết, trong năm Nhâm Dần 2022, Chùa Ngọc Thiên đã tổ chức thành công 12 kỳ tu học, mỗi kỳ có trên dưới 50 thành viên tham dự. Trong năm qua, Đạo Tràng đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ bà con khó khăn trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.